Hello everyone, giờ đang đi chợ xem biết hả? Có chị cây luôn. Cái này cái gì vậy? Tiêu dài ấy đi anh, cái đó nó bu mấy cây mình nó nhánh đi, tiêu đủ nhiêu tiền người ta. Cái này cái gì anh lên? Ủa đó của gì á? Tên mẹ đó, nó cái này nè, gừng ha, gừng hay là của gì đó? Cái này hôm nay muốn cái củ này nè em nè, thứ ra nè, da lầu tô cho mình. Xung kìa anh, nhưng dầu nữa anh, nhưng dầu nữa con mình coi gì mày đi đi cho biết nhờ cậu ngon chưa cái rau này đâu ấy món cầu nhiêu thao chị? $10 nhận tự $10 $3 If you want, I can give you 12 for this one if you want it. How much? $1. I give you $12. 12? Yes, ma'am. Pick what you want. Do you like that? Còn cái loại đỏ chứ. It's good. It's up to you. You're not gonna eat it. $3. Chị search tiếng Việt cũng có. Hả? Chị vô Google chị search đi một ring gần này. Một. Rồi xong cái cây này anh trả đi em mới công mút bóp của em. Anh lấy 2 cái miếng cho chị nè. À, 2 cái miếng đúng rồi. 2 cái miếng bự hả? Không. Nhỏ hả? Bự 3 đồng cây lấy cái bự. Em không có răng rồi. 5 đồng với 5 đồng. Em không có răng. Em có răng em thấy cái này để răng đi làm. Mít này chị bán nhiêu phao anh? Ờ cái đó 2 đồng thôi chị. 2 đồng? Dữ hả? Trời 2 đồng dữ người ta bán hồi ở đây. Vậy hả? Ồ chị có cái liều này là chị phải trả tiền ta hả chị? Dạ. Ờ. Cái gì phi với chị? Không có gì phi hả? Ok. Dạ. Em chờ 15 năm nữa rồi cây nhà em nó lên rồi em lên đây em bán chung chị cho vui. Chín 5 đồng với 6 đồng. Ok cảm ơn chị ạ. Ok cảm ơn nha. Bye chị. Ông đang ngồi hát cái gì đây coi cái này gì. Xin chào ông Đồng nữa. Mua nãy chuối cho bà nội này, chuối này ngon. Ok. How much for this banana? $2 Ok. Let me buy it. $2 a pound, huh? Ủa nó có me nữa nè. So you and him. The same. Oh, the same, okay. Yeah. The same is okay. Yeah. Uh-huh. Trời, quýt thì ngon vậy. Này quýt này. How much a pound? That's $3 a pound. $3? Yeah. It's on $6.75. Yeah.
I want this ginger. Yeah. And I want one of these. Oh yeah, $2. Yeah, yeah, $2. And how much for? $3 a pound. A pound? Yeah. Oh. Okay, $3 a pound. Okay, get me a pound. Okay. And this one $1, you say? Yeah, $1. Okay. Yeah, $1. Yeah, this one $9. Oh, so that this one is the pepper, right? Yeah, $5 pound. Five dollars. Yeah, $13. So you want yeah, one pound. Yeah, one pound. It's okay now, daddy. Very spicy. Yeah. Yeah. $1 Yeah, $1 Yeah. $1 $5 and 13, so 18. Okay, I'll pay. Okay, thank you. Trời ơi, mình menu bị lạc chân. Này của riêng nè, mua về mốt làm à. Của riêng nè, mới mốt làm heo giả cầy ăn. Bữa tiền mà không có. Không có anh ơi, mua đi về nhờ để trong đó thôi chứ để. Một cụ nhỏ nhỏ ơi. Khách từ nãy giờ nặng muốn chết. Dạ. Chuối chà bột. Ok, anh qua đi, em qua liền. Thôi mất. $175. Huh? $175. A pound? Mm-hmm. Okay. You call baby banana or what? How you name them? They are the Thai baby. Thai baby banana. Thai something like that. Something like that. Okay. Okay. Let me get this one first. Yeah, $5.
Okay. Thank you. Okay. Okay, hello everyone. Mới mua được à? Trời ơi nó mệt. Một túng phải nói là 5 6 7 tọng rồi, hai khúc mía to. Giờ đem bỏ ở xe người chưa. Nhiều người Việt Nam lắm luôn á. Cứ nhà có gì đem xong rồi đăng ký cái chòi bán được nhiêu bán. Em đầu lên bán. Nó bán đủ cái cây có ở đây luôn. Người ta bán đủ thứ đồ. Không thiếu thứ gì luôn. Cứ đồng. Đầu tư gói luôn. Nên đang ngồi chợ đâu ta. Này phải dậy sớm nha, 6 giờ dậy. Từ nhà mình lên đây hành tiếng 45 phút. Mà vui. Có nhiều đồ ăn hả? Không ăn cũng mấy xe đồ ăn hả bán. Ủa cái cây này bao nhiêu à anh ơi? 80 hả? À mình mua đâu hả? Trong đây nè con. Ok, thank you hả? À, đây hả 80. Kéo chạy. Súng em không? Bán không súng kìa. Con này đâu gì ngon dữ à. Trời ơi, đâu muốn sao mà ngon dữ vậy? Bao nhiêu tiền pha? How much? $2 pound. Wow. Yep. Very young, very young. Wow. Cô người Việt Nam không? Dạ. Làm sao mà ngon dữ vậy? Dạ quá ngon, tại trời mưa. Trời mưa lên á. Vậy hai con người đâu này đâu nhúc phải không? Dạ. Bây giờ mình nấu gì quên rồi ta, lâu lắm mà quên nấu rồi. Canh chua. Nấu nhúc nấu cua với gì quên rồi. Nấu canh chua, nấu lẩu. Nấu lẩu mà mình nấu với cua hay nấu gì ta? Hả? Nấu với cái thịt gì hay là nấu với cua hay nấu với gì? Quên mất rồi. Muốn nấu gì nấu, muốn ăn cái kiến vậy hả? Nấu cái này đó. Dạ, dạ, bao nhiêu tiền một ấy vậy? Dạ 10 đồng thào. Dạ lấy cho một thao hả? Đâu cái tấm này thử như thế nào. Cái đó này mình ăn được những gì ta quên rồi, lâu lắm mà quên à. Mình ăn hết luôn hay là mình bỏ cái nào đi? Ồ, này bỏ chứ phải rửa lửa, bỏ chứ lột này bỏ nè. À, thấy không? Ok. Bỏ. Dạ. Quên cách làm rồi. Thì về người nhà chỉ cho. Ok, lấy cháu nửa thao đi thử như thế. Nửa thao hả? Nửa thao như đó hả? Để bỏ lên cân biết liền. Còn nó muốn bao nhiêu rồi cơ? Dạ. 12 đồng một thao hả? Dạ. Ok. Con cô cảm ơn nhiều. Dạ. Con cảm ơn cô ạ. Dạ. Con chào cô đi ạ. Dạ, chào cô. Anh ơi mua cái cào này cho. Bà nội thích ăn á. Lên ăn đi chợ. Đằng kia họ bán bún riêu cua ốc với bán phở tùm lum. Đằng kia lên muốn thử không? Có đói bụng không? Đói mà chắc người ta cũng có bát cơm vòng vòng đây chứ. Dạ thank you. Đi em đang lấy đi, anh gặp em đi để tiếp tục vòng đây coi. Muốn ăn papaya không? Họ đang làm papaya nè. Yes. How much for one? $8. To go $8. Okay. Get me one, please. Yeah. Are you Thai, Mom? Vietnamese? Mom? Yeah, Mom. Do make papaya very good. Oh, yeah. Yes, I like it. How spicy? Medium spicy. Yeah. How many people need we have, Mom? Oh, really? Yeah. You for the mini soda? Yeah. Yeah. A lot. I have a lot of fans. Yeah, a lot of more mini soda. We live in there, but just move in there for 6 months. Oh yeah. Oh. So the Hmong people live in Tampa, right? More people live in Tampa. I think everywhere. Everywhere? Yeah. I don't around, see. Yeah. I live in Bradenton, and right here, like 45 minutes over there. I don't see much Hmong. Yeah, I think Bradenton no Hmong over there. Oh, yeah. Tampa more, huh? Tampa, Clearwater, and
Oh, where you from? You from Lao? Yeah, I'm from Lao. Lao, yeah. Lái xe một xíu luôn. You make your own mắm? Yeah. Good. That's very good mắm. Yeah. Cái này mắm gì? Mắm cá hả? Hà Lam. Wow. You chop a lot and hurt your hand. Yeah. You should buy the machine. Right? Right, chop. This is the machine. Huh? They have the machine. They should have the machine. Yeah. Yeah, they have the machine. Yeah. Chop. It hurt your arm a lot. No, I don't need it. Yet make it good and that's all. Okay. Yeah. I trust you. Okay. Yeah. Thank you. Okay. Thank you. Bây giờ đi lại hàng cái cây này, hàng nhãn này, chuối. Rồi cái này trái dâu nè, lâu quá mới gặp nè. Chà la, chà la tươi. Chà la hả? Tươi. Ba bao được không anh? Dạ. Ba bao được không? Dạ. Hồi nào giờ chú ăn cho con trái được không? Dạ một trái, ok ăn được, sao không có được. Chát một ít. Một. Ờ lấy đi. Cái xoài này. Cái này hơn 3 phao 95. Cái xoài này mấy đồng phao hả con? Cái này 2 đồng 99. 2 đồng 99 ha, lấy đi nào phải ăn xoài. Cái này xoài Thái. Dạ xoài Thái, lấy cho mấy trái. À, lấy lưỡi tới nào đừng có bị móc đang có bị ấy, lấy lưỡi cho con. Cảm ơn. Được rồi, mấy trái ngon chưa? Mấy trái ngon. Đừng có bị nấm màu đen á, cái trái ngon. Đừng có nám nhiều. Đừng có bị nám. 6 đồng. $6 for you, $6.50. Anh Linh đang đi chợ trời, đang mua xoài này rồi đang xoài Thái nè. Đặt cái trái ở đây không nấm anh, cái đây không nấm. Chú này nữa. Dạ. Đó, đó đừng có nấm, dạ, dạ. 3-4 trái à? À 6 trái, 7 trái đi. Tại sao nó bị nấm đen à trời? Cái này không có xịt thuốc. Đây này organic. Organic không có xịt thuốc. Cho nên nó mới vậy. Để bác chú này, chú bán mấy trái này cho này. Còn cái trái này trái gì vậy con? Thấy nó to như vậy. Trái mẹ. Ồ. Cái kia ma mẹ mà bự vậy. $16 lấy 15 đồng. Đó, chú rất là thoải mái, $16 lấy 15 đồng luôn. $16 lấy 15 đồng. Cảm ơn chú. Dạ. Yeah, take all I give to you. I don't know. Yeah, maybe about 20 pounds. Yeah. Cái farm của chú có xa lắm hả? Xa. Ok. Anh bỏ bên xe đi, xe park ở đâu? Dạ con đi đinh, giờ con đinh đi. Ok, cảm ơn chú nha. Dạ con bay chú. Bây giờ về đi nhà thờ tại cái chỗ này mà về tới nhà phải có 45-50 phút nữa. Giờ 9 giờ mấy rồi, thì nhà mười mấy cho chuẩn bị lấy lại nữa, cho nên đi về lớn lắm là đi cả trăm cái gian hàng á. Mà mình đi được có chừng 5-6 cái thôi.
mua một thùng mãng cầu trăm mấy mà ngon lắm. Đó ơi tao mấy cái rau nó quá trời luôn. Ok bye bye. Bye bye trời, xin biết rồi đi về nha. Thank you for watching. Trời ơi xe quá trời. Lên đây mình câu giống về lấy cái liều theo mình dựng ra, thấy mát như sao.